Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đại nguyện địa tạng đại Bồ Tát. Nam mô đại bi quán thế âm đại Bồ Tát. Nam mô tuyên hóa đại Bồ Tát. Dạ, con tên là Ngô Thủy. Hôm nay con xin phép đọc tụng bài kệ trong phẩm thứ 12 trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem địa tạng sức oai thần, kiếp số hàng xa có thọ trần. Thấy nghe một niệm chim ngưng lễ, trời người lợi ích sự không ngần. Hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ. Chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tổ dữ. Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, lớn khôn nghĩ đến đều không biết. Nếu giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chim lễ biệt trắng lành. 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng xa mau. Nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước nêm chim lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy đứng trọn lành, cúng dường cung kính, phát lòng thành. Nghiệp chứng chẳng hề ngăn chứng đạo, bao nhiêu mong ước sống viên thành. Có cải phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách. Dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn xót mất. Người này nghiệp chứng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề. Y phục ăn uống các ngọa cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa. Dùng chén nước trong bàn trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống. Sanh lòng ân trọng cứ ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng rối luống. 121 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh. Chim bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền tạng trí côn long. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ oai thầm lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nhiều khổ lại ốm đau, cửa nhà hòa hoạn người lìa nhau. Ngủ mê mộng mị không ăn giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chim lễ địa tạng ngài, bao nhiêu việc ác thấy tiêu ngay. Nhẫn đến chiêm bao thường an bảo, quý thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường. Ác thần ác quý mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cá có vào trong, ách tai tiêu sạch thường an sướng. Quán âm lắng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó. 5.000 muôn kiếp thật trắng rồi, rộng quyên đại sĩ đầy sức nọ. Như người nghe nó địa tạng danh, thấy hình chim lễ hết lòng thành. Hương hoa ăn uống, dâng y phục 100.000 báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tử khói. Quán âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Dạ, con xin phép đem toàn bộ công đức học thuộc bài kệ này xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nguyện cho tất cả những chúng sanh trong 3 đường ác tiêu trừ các ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, tăng trưởng phước đức, tăng trưởng tâm bồ đề, tâm báo ơn đối với Phật, Tam Bảo, với ngài Địa Tạng Bồ Tát, và sớm được ngài Địa Tạng Bồ Tát độ thoát trong tương lai. Dạ, con xin phép lui ra. Ha ha ha,